nhất là sao mình chết là không chọn luôn. Bốn ngày hôm nay thì diện tích mưa rất là lớn và ảnh hưởng rất là như chúng ta đã thấy là nước sông đi lên rất là lớn, và trong rạng sáng và đêm ngày hôm qua thì đã vỡ một số đoạn đê bao của bà con tự làm và đã ảnh hưởng đến một số diện tích của bà con. Hiện tại bây giờ thì bà con đã khắc phục tương đối là ổn định. Nhiều ngày qua thì trên địa bàn xã Bút Chiết cũng như các vùng lân cận có nhiều trận mưa lớn kéo dài. Do vậy là ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái sản xuất lúa hè thu của bà con dân trong Chiết. Cụ thể thì đến đêm hôm qua thì trên địa bàn thắm Chiết khoảng nước sông Cổng La tràn vào 150m bờ sông. Đấy thì nếu như không khắc phục thì sẽ ảnh hưởng trên 1.000 hecta lúa hè thu của bà con dân năm 2023. Thế thì trước tình hình trên thì ủy ban nhân xã Bút Chiết chỉ đạo cho công an xã, công an viên và công an và lực lượng dân quân tăng sự xã hỗ trợ người dân trong việc khắc phục tạm thời đoạn sông bị tràn trên địa bàn xã Bút Chiết. Đến hiện tại bây giờ thì cơ bản tạm thời khắc phục giữ được nước không tràn vào đồng ruộng bà con. Tuy vậy thì nếu như tình trạng nước sông mà vẫn dâng cao thì khả năng không giữ được. Hiện nay thì do cái địa bàn trong Chiết là vùng trũng vùng rốn, do vậy thì bờ sông nếu mà lên được 3-40 phân nước nữa, sông Cổng La lên 30-40 phân nước nữa thì không giữ được nước sông tràn vào. Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, nên là thiệt hại trên 1.000 hecta, như là mất trắng.